các bạn đã đến với channel của Mon. Thì mình chính là cô bé Yumi của Kepo Beware. Và trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên để lại cho Yumi một like, một share và nhớ nhấn luôn cái nút đăng ký để cho kênh channel của Yumi đạt được 1 triệu sớm nhất nha mọi người ơi. Trời ơi, tôi cảm ơn anh em thời gian vừa qua đã đồng hành với tôi một chặng đường rất là dài để giúp cho tôi đạt được 900k subscribe rồi mọi người ơi. Bởi vậy chúng ta hãy cùng nhau tiến lên 1 triệu subscribe luôn nào. Baby Shark tu du tu du. Baby Shark tu du tu du. Trời ơi, cái gì vậy ông cá mập nổi nhảy cục quá âm được lắm, âm được lắm, tôi chưa kịp hát chứ ông quậy chưa gò nha. Ngày nào đi chơi bà cũng hát hết vậy giùm ơi. Câu ấy ngày làm ca sĩ hoài vậy, tôi ước mơ sẽ làm rapper. Không, bây giờ tôi đợn trong rap nha, ông thử đi. Ai ba người yêu ơi, có biết anh nhớ em nhiều lắm. Ai ơi, tại gì kỳ quá vậy, con bé gì mà người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm. Không biết nữa, hát cái bài đó trên rap nghiệt á. À, được rồi, bây giờ tôi sẽ hát nè. Tôi sẽ hát kêu gọi cá heo tới nè. Cá mập con đu 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 đu. Cá mập mẹ đu đu đu. Cá mập mẹ đu 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 đu. Cá mập ba đu 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 đu. Điểm vậy? Cá mập mẹ đu 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 đu. Cá mập mẹ lại đây lại đây. Cá mập mẹ lại đây lại đây. Chim tới luôn. Cái gì kỳ vậy? Tôi rap mà sao chim tới kỳ vậy? Vậy là mấy con chim nó thích ông rồi. Bay đi chim. Go go go. Ôi. Lộn 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 lộn. Chim ơi chim, đợi tao đợi tao. Go go. Mình cũng bay. Bye bye mẹ cá mập nha. Đi đây. Ê. Tôi bay như biển vậy. Lão xuống rồi sao? Trời xong luôn vậy mày ơi, cứu tôi. Nhảy xuống liền. Định dụ chị ra biển chứ gì. Chị biết cân rồi ngang rồi nha. Thôi chị bận rồi, chị đi đây. Đi nhà đâu rồi? Bây giờ để tôi xử lý mấy bạn chim này một cái coi. Bạn chim này quậy quá rồi, đâu rồi? Đứng yên cho chị xử lý coi. Trời chim bay lên trời, chim bay luôn. Ây da. Ây da, tôi không phải chim nha, giùm ơi. Thôi. Mấy người dân đang chặt gỗ kìa. Ủa đâu? Ồ. Chào chú. Hả? Chào chú. Ôi. Ồ. Chào hai đứa. Ồ, hai đứa biết rồi đây. Nhau. Hello hai đứa. Hai đứa con chính là. Hai đứa con chính là. Thôi bạn cá mập. Hai ba. Ồ. Nam. Thôi. Dễ thương vậy. Vậy? Ca sĩ cá mập và rapper cá mập. Baby sa tu du tu du. Baby sa tu du tu du. Baby sa. Ồ, hay vậy. Đây để con rap cho chú nghe. Baby rap du 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 du. Dạ. Cảm ơn hai đứa nha. Sớm rồi, dạ, đứa. Dạ, đi nhiều nè. Khỏe 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 khỏe. Dạ, tạm biệt cô chú. Dạ, bye bye. Ê, trời ơi. Thôi giận đi chân mình luôn, cũng hàng chơi với Sika nữa. Liêu liêu. Ủm. Đi chơi giới. Mà thôi, tôi có chỗ bí mật này nè, đi không? Chỗ nào vậy? Thôi, đang nãy đi. Dẫn đi hay không hay là người cha dẫn vô? Nói đi. Thôi đi thôi. Baby sa Yumi kute, baby sa Yumi kute, baby sa. Hướng này, hướng này. Hướng này hả? Ui, tôi được hả? Ta da. Wow. Tôi đã thốt. Thèm cá thiệt là nhiều để trong đây rồi đó nghiêng. Cá giùm mì có gì nè nghiêng. Đúng rồi, cho tụi mình ăn đó. Ai cho giùm mì ăn hả? Cho giùm mì ăn thôi mà. Thôi, tôi tìm mà cho tôi ăn với. Vậy thì nhăn nhỉ ơi. Cái khôn quá vậy, cây cốc cui mà. Nhăn nhỉ. Thôi được rồi. Chỗ này chỗ bí mật á nghiêng. Bí mật xị thiệt ở nhà, để đi vô lấy cá ăn. À, có cá rồi. Ăn măm măm măm. Ăn măm măm măm. Giùm mì ơi. Ôi. Ôi, cái gì vậy? Ba mẹ thôi rồi Yumi ơi. Ủa đâu rồi? Cái gì vậy? Yumi quay vậy mà. Trời ơi. Trời ơi làm chạy vô trong tiệm. Ba mẹ tới rồi kìa. Trời ơi, đi đâu vậy? Bữa giờ con đang làm căn phòng bí mật chứ ca. Bí mật cái gì? Trời ơi. Con cá này, cá này bẩn lắm. Cá này bẩn lắm đừng có ăn. Trời ơi, cá này.
ba mẹ đã nấu một bữa ăn thật cực kỳ ngon dành cho hai đứa rồi. Nhiều nhân. Nhà mình sẽ mấy bạn ơi, các bạn đi xem video này thì đừng quên để lại cho mình một like một share nha. Con đói bụng mẹ ơi. Đây đây đây. Con cũng đói bụng. Nóng hổi luôn. Đây mới là cá ngon nè, ăn thử đi. Trời ơi, ngon quá. Trời ơi. Ăn no quá à, Hi Ha ơi. Đúng rồi, no thì thôi mình đi chơi nữa đi. Dạ. Tao đi chơi nha. Đi chơi gần đây nha, đừng có đi xa quá nha, nghe chưa? Dạ, con nhớ rồi, thưa ba. Con đưa cô về nhà nha, để coi ba mẹ con có thuốc cho cô uống không. Đi. Cảm ơn. Leo lên con chở cho cô, chắc cô mệt lắm rồi. Vô vậy? Thôi, người ta bị lọt ở dưới biển, tụi con cứu vô á. Trời ơi, mà tôi đi tới cho chỗ này á, đi công chuyện, cái tự nhiên thuyền lủng. Tôi bị lọt xuống, trời hên là có hai đứa nhỏ tới cứu. Không thôi là tôi chết đuối rồi. Đúng rồi. Lên đó ngồi đi. Ủa sao cô làm gì vậy? Xin lỗi. Cô có muốn nghe tụi con hát không? Đây con hát cho cô nghe. Mấy đứa con biết hát hả? Dạ. Biết chứ. Baby star tu du tu du. Baby star tu du tu du. Baby star. Thì cô nè. Wow. Tôi cảm ơn gia đình nha. Trời ơi, giờ có gia đình mà tôi mới đi, bây giờ tôi có đi được nè. Ơi, bây giờ cô đi nha mấy đứa. Dạ, bye bye con. Bye bye. Đi đừng quay trở lại nha. Cái gì vậy? Trời ơi, đã đi rồi còn phát nhà ta nữa. Hỏi trời má. Thôi đi ngủ nghe. Thôi hai con đi ngủ đi. Trời ơi, ra ngoài trời ơi. Sao tùm lum á. Bye bye Hi Ha nha. Chị Bi, hello. Hai đi chơi với mình đi. Hả? Hả, qua bánh chơi gì? Mình sẽ chơi chứ. Đúng rồi, Jimmy ơi. Dạ. Tao quên mất tiêu. Anh ơi. Tao quên mất tiêu là bây giờ phải đi có công việc rồi nên là phải đi. Đúng rồi, có công việc rồi. Thôi ba với mẹ đi xíu, lát nữa quay trở về đó nha. Ok. Trước khi đi thì đợi ba mẹ xíu. Ba mẹ đi coi, mình muốn đi heo. Đi heo hưởng thôi. Nè. Ba mẹ đã đi hơi lâu nên là ba mẹ để lại số tiền tầm cái đó. Cái gì tụi con lên Tiki đặt đồ ăn nha. Yes sir. Ok, rồi thôi ba mẹ đi liền. Ok. Thôi ba mẹ đi đây. Dạ. Nhớ là ở nhà không được đi đâu đó nghe chưa. Bye bye. Nãy đi rồi xíu nữa là gặp người xấu là chết rồi đó. Đặt đồ ăn đi giùm mấy ơi. Điện thoại nè, cần gọi thì gọi đi. Điện thoại nè giùm mấy ơi. Dạ em ơi. Đặt cái điện thoại được á, đặt cái điện thoại đi. Đặt điện thoại được hả? Để mình đặt nha. Bây giờ bạn muốn ăn cái gì? Đặt bò biscuit ăn đi. Bò biscuit hả? Đúng rồi, hay là đặt mấy cái đồ ăn nào cũng được hết. Trời ơi, từ hồi Tiki connect với Jimmy, tôi sao và Tiki ngon trên Tiki ăn quá chị ăn luôn. Ngày nào cũng đặt đồ ăn không mà. Công nhận tiện lợi thật á nha. Đồ ăn tươi ngon, giao hàng nhanh trong vòng 24 giờ và quan trọng là giá rẻ và những deal hot nữa. Đúng rồi, có sale nữa nha. Đó, giờ mà ai muốn ăn cái gì ngon á thì cứ hỏi tôi nha. Tôi share link ở trên cái phần mô tả có Tiki đó nha. Mọi người bấm vô cái link đó mua ăn để ủng hộ tôi và Tiki nha. Dạ, nhưng mày biết gì không? Đa phần mấy cái đồ trên Tiki á đều là hàng chính hãng không luôn đó. Rồi còn biết cái gì không nha? Bây giờ tôi bấm tôi đặt nè. Bây giờ tôi sẽ đặt một pizza cho ông. Pizza lại đặt nhạc cho đi. Đúng cho cái mập đúng không? Cá mập đúng rồi. Okay. Đặt hạt cho đó, giờ đặt hạt cho cá mập xong mình pha lại một chỗ. Đúng rồi. Mình ăn. Đúng rồi, đặt một bình chọn lại nè. Cho chó một bình hạt cho cá mập nè. Rồi mình có pizza rồi, giờ muốn ăn gì nữa không? Gà, đặt cho tôi một con gà. Cái gì? Nói cái gì?
một con dại nữa. Hai đầu có đạp, có chui à, có chui à. Trời ơi, cái gì vậy trời? Gấp bơ. Ê, hợp lý không? Tiền nè, $400 lượng nè. Đưa đây. Rồi, đưa 200 thôi, còn 200 ngày mai ăn nữa. Đúng rồi, ok, được rồi. Bây giờ tôi bấm đặt hàng. Trời ơi, đặt trên Tiki xong rồi, đợi Tiki tới giao thôi. Ê, xe này không đi được vậy trời. Phải, cái gì vậy? Cái gì vậy? Trên chào, quý khách, trên chào. Có phải quý khách đặt cái gì ta? Đặt đồ ăn đúng không? Dạ. À, đúng rồi, đồ ăn. Đồ ăn mà tôi có nói đặt chiếc xe đâu, xe tôi bị hư nên tôi cầm chiếc xe tôi đi á. Quý khách có phải là Zoomy đúng không? Dạ. Đúng rồi. Thì đây là đúng rồi, đây chính là kiện hàng mà quý khách đã đặt nè, quý khách đây xem coi. Ơi. Làm gì vậy quý khách? Quý khách ơi, quý khách ơi, quý khách làm gì vậy? Chả, quý khách ơi, quý khách, tôi quý khách ơi, trời ơi, tôi còn đem đi giao hàng cho những người khác nữa, trời ơi. Chú phải hỏi ngoài giống Tiki bình thường đâu rồi. Cảm ơn quý khách đã đặt hàng cho chúng tôi. Nếu quý khách muốn đặt thêm gì nữa thì hãy lên Tiki và đánh giá 5 sao cho tôi nha. Rồi, còn nếu như mà quý khách muốn, quý khách muốn đặt thêm đồ gì nữa? Còn chỉ là chùm sạc xe cho anh Tiki. Trời ơi, Zoomy Tiki. Nặng quá. Trời ơi, thì nói chung là quý khách có muốn. Được rồi, cảm ơn quý khách đã tin tưởng hàng của Tiki. Và nếu quý khách muốn đặt thêm đồ nữa thì hãy cứ lên Tiki và đặt đồ nha. Ê, chạy xe luôn quý khách ơi, tôi còn giao hàng nữa quý khách ơi. Ủa? Ok. Con chưa xuống xe con. Con chưa xuống xe con ơi. Gì vậy nha? Chú ơi, chú có lấy cái hộp này không chú? Chú không lấy, chú không... À, chú có lấy chú quên, cảm ơn. Ôi, sao chiếc xe của chú không đem sang nhiều hộp. A few moments later. Cảm ơn. Bây giờ tôi đi giao hàng tiếp đây, bye bye. Ồ, hôm nay có nè. Ủa, ông không lấy lại cái hộp Tiki luôn hả trời? Nè, đồ ăn nghỉ nha, ông đặt ra đi. Tôi quên lấy cái hộp. Đâu rồi, đi vô Zoomy ơi. Em bị chút. Quý khách đã lấy hết hàng chưa? Dạ rồi. Rồi, cảm ơn quý khách nha. Dạ. Okay. Go. Các bạn ơi, thì mình đã đặt đồ ăn ở trên Tiki rồi. Các bạn mà thích thì nhớ là bấm vào đường link ở dưới phần mô tả của mình để ủng hộ mình và Tiki. Đặt nhiều cái gì luôn hả? Thấy tôi đặt đẹp không? Ui, ăn đi. Ok, đồ ăn trên Tiki chưa thơm, ngon quá à ha. Ngon. Nè, con nhớ là ăn đi nọ rồi. Vậy ăn nè hai đứa ơi. Lẹ nè. Không ăn sáng coi ăn nha. Để dạ, con nhớ rồi. Trời ơi. Thích bà rồi. Ăn không rồi nha. Nhum. Ơi. Trời ơi, sáng sớm gì chưa gì quậy hết chữ đi. Nhum. Dạ. Đây nè. Trời ơi. Về nghỉ đi. Bây giờ để tôi chỉ về mấy đứa này cho. Có mấy người đang ở ngoài cần sự giúp đỡ của hai đứa đó. Bây giờ hai đứa đi ra giúp đỡ mấy người đó đi. Dạ, ok. Đừng. Dạ, đi. Đi thôi. Cẩn thận nha. Dạ. Cẩn thận đó. Lẹ này quá trời Zoomy luôn. Không được rồi, mình phải giúp những người dân ở đây thôi. Ê, cứu mà. Zoomy đâu ra gì vậy? Đi ra. Cứu tôi đi. Ba Zoomy cứu tôi, Zoomy. Ủa, thấy em bé hả? Đi đánh nha. Cứu cô áo đại đánh nha. Trời. Đúng rồi, đúng rồi, giờ nó dễ thương lắm luôn á. Mà bữa cô đi đâu đây, cho con lạc nha. Đi lạc xuống biển á. Đúng rồi. À, hồi mấy bữa cô quên nói. Hồi mấy bữa là cô phải đi ra biển cho con bắt cá. Hạn hán kéo dài á con. Cho nên toàn là ăn lúa với lại rau củ quả mà. Không có thịt cá để ăn. Muốn ăn cá hả? Hay là con có cá nè, để con cho. Đúng rồi. Đó rồi nè, kia đó. Đi hết cá luôn. Ê, cô đó đâu ta? À kìa đây nè. Hello. Hello. Cá gì hai con? Ôi, nhiều nhau quá.
Ủa hai con nhìn lạ vậy. Lần đầu tiên chú nhìn thấy luôn á. Cảm ơn chú nha. Nhưng mà chú không sao là được rồi. Cho chú phỏng vấn hai con đâu hai con. Cảm ơn vì hai con cứu chú nha. Vậy thôi chú đi về nhà con. Phỏng vấn cái gì? Đúng rồi, chú là phóng viên. Đi về nhà con đâu? Đây để con chở cho. À, cu có cái máy quay luôn. Đúng rồi. Chào chú. Dạ chú sẽ phỏng vấn hai con trước nha. Mà chú đã từng nghe nói rất là nhiều ở gần đây là con hay đi giúp mọi người. Dạ đúng rồi. Gặp hoạn nạn nè, cứu làng nè. Wow. Mấy con rất thích làm việc tốt phải không? Đúng rồi. Này là ba mẹ của hai con hả? Đúng rồi. Bọn tôi là người tạo ra hai đứa trẻ này. Đúng rồi, bọn tôi là người tạo ra hai đứa nó. Và mục đích của tôi tạo ra hai tụi nó là để giúp đỡ những người dân ở xung quanh đây đang ngập nạn. Cho nên là tôi muốn nếu mà nó có cần gì thì tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ tụi nó. Tụi nó cần gì cứ kêu tôi sẽ giúp đỡ nó. À, thì ra là vậy. Ồ, hai anh chị đúng là tốt bụng ha. Tạo ra được à. Hai sinh vật cực kỳ đáng yêu luôn và cực kỳ tốt bụng nữa. Dễ thương lắm. Trời ơi, tụi này dễ thương hiền lành luôn. Hiền lành thì không chắc nha, hơi quậy à. Em chụp tấm hình để em cái đi. Ừ, đúng rồi, chụp cái đi nè. Ok, cười lên. Ok. Rồi, sao? Rồi. Cái bài báo này tôi sẽ đưa nó thẳng lên TV luôn và để thông báo cho mọi người biết là có hai em bé cái mặt rất là dễ thương. Lên TV này lên gì vậy? Mình được lên TV kìa. Ừ, cảm ơn hai người nha. Cảm ơn. Mình chắc cho hành người nói chuyện rồi. Mình sắp thành ca sĩ rồi. Trời ơi. Bài vi sa tu đu tu đu. Trời ơi. Ai đi ngủ rồi? Ê ông ơi, tôi nghĩ là hai cái gọi là hai vật thí nghiệm này thành công hơn mong đợi. Mong đợi không ai nghi ngờ chúng ta cả. Sao mà nghi ngờ được? Bây giờ chúng ta sẽ tiến tới kế hoạch tiếp theo thôi. Chắc chắn sẽ thành công thôi, bây giờ chúng ta tiếp tục đi. Tiếp tục thôi. Baby sa tu đu tu đu. Baby sa tu đu tu đu. Trời ơi, quậy quá à. Không có quậy gì đâu, bảo cho quậy cho giận mới chờ á. Ôi, đi ra nè. Ngày nào bà cũng quậy tôi á. Ba mẹ đặt ở đâu vậy? Wow, đặt ở trên tivi đó con. Đúng rồi. Ăn thôi. Ăn lẹ đi. Ê, qua nữa nha. Ơi, hôm nay có chuyện sớm nhờ tụi mình là đi dẫn gà về giùm á. Đây. Từ đã. Hôm nay á là ba mẹ có kế hoạch riêng cho Hi Ha rồi, cho nên là con đi một mình đi. Ba mẹ có việc nhờ. Đúng rồi, có việc nhờ với Hi Ha rồi. Con cứ đi một mình đi. Lát nữa gì có gì Hi Ha đi theo sao cũng được. Dẫn gà về xong rồi tụi con làm chúng luôn. Chuyện gấp lắm. Cái vấn đề này cần Hi Ha làm cơ. Thôi giùm mày đi đi. Kỳ quá vậy. Dạ, được rồi. Bye bye Jimmy nghe. Đi cẩn thận nha. Dạ. Bây giờ có một cái tên xấu rất là xấu đang gây hại đến cái khu rừng và cái khu dân làng này. Bây giờ nhiệm vụ của con là đi tới đó đánh bại tên đó và sau đó hãy trở về đây nha con. Ok, được rồi, con biết rồi. Đó, thôi. Nhưng mà ta đã có gắn thiết bị vô cái tay của con giúp con tăng sức mạnh hơn rồi đó. Thấy chưa? Được rồi, con biết rồi. Rồi, con đi. Đi đi con. Ok. Đi đi. Con cứ đi thẳng là tới cái chỗ đó thôi à.
Ok. Vậy là kế hoạch của chúng ta sắp thành công rồi đó. Đi về sắp tới nhà rồi, không biết khi ai đi làm nhiệm vụ chứ ta. Mình làm xong cho chị. Ba cười ơi quá vậy. Đúng là con cá mập ngu ngốc. Tất nhiên rồi. Cuối cùng thì kế hoạch chúng ta cũng sắp thành công rồi. Trả tù cho chính phủ. Đúng rồi. Thiết bị mà gắn vô cái chân của cái thằng nhóc hi ha đó mà nổ một cái thôi. Trời ơi, ta nói là không phải tại mình mà tại nó. Kìa, hi ha chết luôn hả? Sẽ không còn gì cả. Và chúng ta tiêu diệt luôn cả. Vậy là gì? Cả luôn kẻ đế chế. Thôi thôi, do làm thôi. Không được rồi. Thôi tiếp tục rồi. Ba mẹ mình là người xấu mấy bạn ơi. Không được rồi, mình phải giúp Hi-ha. Không, nếu như vậy thì Hi-ha sẽ bị Hi-ha sẽ bị nổ chung với chính phủ. Không được, không được, không được rồi. Tại vì sa tu đô tu đô. Cá mập mấy bạn, cá mập đâu rồi? Bây giờ hãy đi tìm chú chó cá mập Hi-ha màu hồng về đây cho mình gấp nha. Many, many minutes later. Ôi, sao đau quá vậy ta? Mình phải ra hiệu. Baby sa tu đu tu đu, baby sa tu đu tu đu, baby sa. Hi-ha. Ôi, cái bắt tôi đi đâu vậy? Ê, Ủa cái chân ông có cái gì đúng không? Tôi kể cho ông nghe, lúc tôi đi giúp lấy cho chị hàng xóm gà đem về nhà cho chị thì tôi nghe được ba mẹ mình muốn hại ông đó. Cái chân trên ông là cái gì ông biết không? Đó chính là một quả bom. À, mẹ sẽ đưa ông tới một cái địa điểm gì đó để kêu ông hại người. Sau đó là nổ ông chết chung với người đó luôn. Thiệt không? Thiệt. Hãy tin tôi đi. Trời ơi, vậy bây giờ tôi phải làm gì? Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Mình kêu hai bạn. Bây giờ hai bạn tháo quả bom đó ra giúp mình đi. Nhanh lên. Lấy hai quả bom ra được chưa? Được rồi, được rồi. Em được rồi. Xuống xong cho mình gấp. Nhanh lên. Bây giờ đã tháo được quả bom rồi. Bây giờ mình phải đi tới địa điểm đó để nói cho mấy người đó nghe thử coi địa điểm đó có cách nào để bây giờ chứ bây giờ nguy hiểm lắm luôn. Đi. Tôi với ông về nhà có thể tôi với ông sẽ bị ba mẹ giết đó. Hãy nhô coi nhà không? Ai với nhà? Ai vậy? Chú cảnh sát, có chú cảnh sát kìa. Tụi con là chú chó cá mập. Chú chó cá mập chuyên giúp người ạ. Tụi con tới đây để muốn nói với chú một việc là chú ơi, chú coi chừng chú gặp nguy hiểm đó, ba mẹ tụi con muốn hại chú. Đúng rồi, chú có biết cái hôm bữa cái gì mà phỏng vấn gì lên tivi không? Là hai đứa hả? Dạ. Dạ đúng rồi. Ba mẹ của con kêu con đến đây để tiêu diệt chú á. Tôi nhớ con. Mà tụi con không muốn làm điều đó đâu. Mà tại sao ba mẹ con lại muốn tiêu diệt chú rồi lại muốn tiêu diệt Hi-ha bạn con? Đúng rồi, là sao? Chú ơi, chú biết ba mẹ con tại sao làm như vậy không? Đúng rồi. Cuối cùng ta cũng cả kiếm được hai người. Thật ra gì vậy? Chú kể cái này cho hai đứa. Nói thì ra thì buồn nhưng mà hai người đó là kẻ xấu. Đúng vậy, hai tên này từng làm việc cho chính phủ. Nhưng vì bọn này tạo ra những thí nghiệm gây hại cho thế giới nên bị chính phủ đuổi. Không ngờ hai người đó lại tạo ra con để con đi làm việc ác. Hai tên này hết thuốc chữa rồi. Chú có cách nào không? Bây giờ ba mẹ tụi con như vậy đó. Bây giờ tụi con có cách giúp. Này hay nè. Hả? Có cách gì vậy? Cách gì? Cách này đó chính là mẹ ơi, con về rồi. Ủa, con về đúng lúc đó nè. Ba mẹ ơi, đi ra đâu rồi? Chưa về nữa hả? Sao lâu quá vậy? Trời ơi, ba mẹ cũng không biết nữa. Ba mẹ cũng đang tìm Hi-ha nè. Ba mẹ giao nhiệm vụ cho Hi-ha mà giờ Hi-ha cũng chưa về nữa. Đúng rồi, thôi con ăn đi. Con no rồi, con không ăn đâu. Hồi nãy con được người dân cho cá rồi. Bây giờ Hi-ha làm việc làm lâu quá. Bây giờ con hãy phụ giúp Hi-ha nha. Dạ. Ba đã ghét mấy cái tên độc ác đã bắt ba nghỉ việc, cho nên ba đã quyết định là sẽ trả thù. Tại như vậy không quá tốt. Mình là người tốt, ba nói coi là đâu có được trả thù. Mẹ cũng nói như vậy mà. Hắn ta đã đuổi việc ba mẹ, làm cho ba mẹ lưu lạc tới như thế này. Mà hắn ta đã gì? Trước đó ba có nuôi một đứa con nữa. Tụi nó đã sát hại rồi nên ba mẹ tức quá. Đúng rồi. Cho nên á, lúc mà con tới đó con hãy sử dụng sức mạnh của con. Sao con nhìn nó giống như bơm quá vậy? Nhìn nó giống vậy thôi cái kiểu á. Không, cái này á để đánh lại hướng cho tụi nó không có đụng vào con, hiểu không? Nhưng thực ra là sức mạnh đó. Ba mẹ là người xấu, ba mẹ không hại người đúng không? Ba mẹ nuôi con mẹ lớn như thế này rồi. Tại sao mẹ con lớn này con dám hỗn cực hả? Dạ có, nhưng mà ba con nghe rồi. Ba gắn bơm vô chân Hi-ha đúng không? Sao con biết? Không hề. Thật ra là mọi người ơi, vô nhà đi. Cái gì? Cái độc gì? Bao quanh cho nghe lại. Ơi, có gì vậy?
Tất cả thương em, chúng tôi đã có bằng chứng về việc hai người tạo ra bom để đánh bom chính phủ. Bây giờ chúng tôi đã gọi bắt hai người, mời hai người về trụ sở cảnh sát. Hai đứa nhóc của mày. Tụi có sao không? Ôi, con không sao, tụi con không sao. Có sao vậy Jimmy? Trong tay của bà còn có quả bom đấy chú. Những người ngoài kia rất là chuyên nghiệp, họ đã lấy bom ra hết rồi. Con yên tâm đi. Sao vậy? Đi thôi. Không còn an toàn cho tụi mình nữa rồi, tụi mình phải tìm nơi khác thôi. Đi thôi Jimmy. Hai đứa định đi đâu? Dạ con không biết, nhưng mà tụi con phải đi, tụi con sợ. Đúng rồi. Thôi được, nhớ bảo trọng đó. Hai đứa đi. Chắc là dục bơm á. Đi thôi Jimmy. Dạ ơi. Hả, hãy cái hạch của tôi được không? Được, hợp lý, nhưng mà phải cảm ơn trời đó, tôi cứu ông đó. Ông còn dám la với bạn. Cảm ơn Jimmy nhiều nha. Mấy bạn cái mập nói với tôi là ông còn đánh với bạn nữa. Ông không chịu đi, chơi với ông nữa. Thôi đợi với, tụi mình qua làng mới đi. Đi qua làng nào? Ui, có cái gì đằng đây nè. Cái gì vậy? Jimmy ơi, nhanh lên. Nè, mình đang đi sau lưng bạn nè. Có một khu nhà. Jimmy. Hả? Đằng kia có cái gì kìa. Wow, đằng kia có một con gà. Con gà đó bự quá vậy. Nhanh lên. Tôi tới trước. Ủa, này đẹp quá. Wow, chỗ này đẹp quá. Ủa, mà người biết cái này là cái gì không dạ? Ê, căn nhà này hợp cho bà nè. Ừ, căn nhà này hợp của tôi nên tôi sẽ ở đây. Đu. Có căn nhà màu hồng bên kia, căn nhà ông kìa. Wow. Qua thử. Cái chỗ này sẽ là nhà của ông, chịu không? Hợp lý, tụi mình ở khác nhà nhau nghiêng. Ai giúp chú? Chú cá mỏ. Ok.